Em xin chào các anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video hôm nay thì em sẽ cập nhật đến các anh chị cái dự án mà lúc trước em đã có giới thiệu đến các anh chị đó. Đó là chúng ta tham gia khai thác cái đông kết từ dự án Kestar đấy. Trước khi đi vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay thì em xin các anh chị một vài phút để cập nhật đến cái dự án này nha. Cái dự án mà em muốn cập nhật đó là cái dự án Hope. Đối với cái dự án Hope này, trước kia thì anh chị nào mà đăng ký bằng cái số điện thoại thì bây giờ các anh chị phải vào để các anh chị cập nhật lại bằng cái Gmail nha. Còn anh chị nào mà đăng ký cái tài khoản đăng ký Gmail rồi thì thôi. Ở đây các anh chị click vào cái mục My ở đây này. Các anh chị click vào cái nút mũi tên ở đây. Đây cái tài khoản này là lúc được em đăng ký cái tài khoản đăng ký Gmail. Nên nó xuất hiện cái Gmail ở đây. Còn đối với các anh chị nào mà ở đây không có xuất hiện cái Gmail thì các anh chị phải vào để các anh chị. Đây các anh chị điền cái địa chỉ Gmail ở đây nha. Các anh chị lấy cái code, các anh chị nhấn vào chữ get code ở đây này. Để các anh chị lại cái cột gửi về, sau đó các anh chị dán cái cột vào đây, các anh chị nhấn vào chữ confirm để các anh chị xác thực cái mail nhá. Không thôi sau này bên dự án cập nhật lại mới, các anh chị đăng ký bằng cái số điện thoại nhờ các anh chị không vào được. Nên anh chị nào mà đăng ký bằng cái tài khoản số điện thoại thì các anh chị nhớ vào để các anh chị cập nhật ký Gmail nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay. Trước đây thì bên dự án có cái thông tin đó là cho chúng ta khai thác lúc nào mà đạt 5 triệu user đấy thì sẽ cho chúng ta bán cái đông kết này. Nhưng mà hiện tại thì các anh chị vào cho em cái mục Ecology ở đây này. Hiện tại thì có 369.182 thành viên đang khai thác cái đông kết này. Hiện tại thì số thành viên chưa đủ 5 triệu. Nhưng mà theo thông tin của dự án thì có một quỹ đầu tư lớn đầu tư vào đây. Và họ dùng 1 triệu đô để mua lại cái đông kết mà chúng ta đang khai thác đấy các anh chị. Cái thông báo này thì nó vừa xuất hiện hôm qua. Nó vừa thông báo hôm qua đấy, các anh chị vào cho em cái mục Messenger ở đây này. Đấy, cái thông báo này các anh chị click vào 1 triệu USD buy cat ở đây. Cái thông báo này thì nó rất là dài luôn và em đã có dịch sẵn rồi. Là cái thông báo của dự án đây. Bây giờ em sẽ đọc qua một số thông tin của cái bên dự án thông báo ở đây. Kính gửi người dùng, hiện tại người dùng phiên bản toàn cầu của Kestar đang tăng mạnh. Dự kiến mục tiêu nhỏ là 500.000 người dùng đang hoạt động sẽ sớm bị vượt quá và việc giảm một nửa doanh thu kết lần thứ 3 sẽ chính thức diễn ra. Nhằm đáp lại sự tin tưởng, ủng hộ và đóng góp quảng bá của tất cả các thành viên, đồng thời khuyến khích tất cả các thành viên đóng góp hơn nửa sức mạnh quan trọng của mình vào việc phổ biến và quảng bá nhanh chóng trên toàn cầu của Kestar. Đồng thời giúp Kestar đạt được một cột mốc lớn gồm 5 triệu thành viên đang hoạt động chính thức khai trương. Giao dịch Kestar vào thời điểm sớm. Chúng tôi đã quyết định khởi động hoạt động mua lại bằng tiền mặt hàng nặng chưa từng có cho các thành viên toàn cầu, 1 triệu USD mua lại cách. Các quy tắc chi tiết của hoạt động như sau. Thứ nhất, thời gian hoạt động là 12 giờ ngày mùng 3 tháng 10, tức là 11 giờ ngày mùng 3 tháng 10 hôm qua đấy các anh chị. Nội quy hoạt động, số tiền mua lại, nền tảng mua lại cách bằng quỹ đầu tư 1 triệu đô của chúng tôi. Giá chính thức cho việc mua lại kết là một kết là bằng 0.01 USDT, gần 10 lần giá ước tính của kết hiện tại. Và tổng cộng là 100 triệu kết sẽ được mua lại, tức là bên dự án sẽ mua lại 100 triệu cái đống kết này của chúng ta đấy. Tiêu chuẩn mua lại đối với các thành viên toàn cầu, miễn là số lượng bạn bè tích cực thực sự cấp dưới của trong nhóm của bạn là lớn hơn 20, bạn có thể tham gia mua lại và nhận tiền mặt USD. Các anh chị phải có 20 rep, lớn hơn 20 rep thì người ta mới thu lại cái đông kết này của các anh chị. Tiêu chí mua lại, các thành viên có không dưới 20 người bạn cấp dưới thực sự tích cực trong nhóm của họ có thể tham gia vào các lợi ích mua lại. Tuy nhiên, cuối cùng cần xác định số lượng kết có thể mua lại cho mỗi thành viên theo số lượng bạn bè cấp dưới của đội trong tài khoản thành viên và số kết trong tài khoản. Nguyên tắc cơ bản là có càng nhiều thành viên cấp dưới, họ càng nắm giữ nhiều kết thì họ càng có thể mua lại nhiều. Công thức cụ thể cho số tiền có thể mua lại như sau. Số cách có thể mua lại bằng số cách có trong tài khoản nhân với 1 tỷ trên chia cho tổng số cách có trong tất cả các tài khoản thành viên đủ điều kiện để mua lại. Số USDT có thể đạt được bằng số cách có thể mua lại nhân với 0.01. Ví dụ, ở đây người ta đưa ra cái ví dụ cho các anh chị tham khảo luôn. Giả sử rằng sau hoạt động tài khoản của thành viên A có 10 triệu kết và tổng của tất cả các tài khoản thành viên đủ điều kiện để mua lại 1 tỷ kết. Khi đó số kết cuối cùng mà thành viên A có thể mua lại là 10 triệu nhân với 1 tỷ chia cho 1 tỷ bằng 10 triệu.
số USDT mà cuối cùng thành viên A có được là 10 triệu nhân với 0.01, tức là bằng 100.000 đô. Thời gian mua lại, nền tảng sẽ chụp nhanh số lượng bạn bè trong nhóm và tài khoản cách của tất cả các thành viên vào lúc 12 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022, đồng thời xác định danh sách thành viên đủ điều kiện mua lại theo các tiêu chí trên. Tính toán chính xác số lượng cách có thể mua lại và USDT có thể chuyển đổi của mỗi thành viên, đồng thời hoàn tất việc mua lại và gửi USDT vào tài khoản của thành viên trong vòng 1 đến 7 ngày làm việc. Chính xác rút tiền USDT cụ thể tùy thuộc vào thông báo chính thức. Mục thứ 3 là mục mô tả bổ sung. Tiêu chí công nhận các thành viên tích cực cấp dưới, mỗi người và một điện thoại di động hoạt động độc lập và khởi động nút khởi động nhận thu. Vì các thành viên của Casta bao phủ hơn 200 quốc gia trên thế giới và sử dụng quá nhiều loại tiền tệ fiat, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại và phân phối quỹ thống nhất của các thành viên toàn cầu, hoạt động này sử dụng USDT để phân phối đồng nhất các quỹ mua lại. USDT là một trong những mã thông báo đô la Mỹ phổ biến nhất trong vòng tròn tiền điện tử. Nó được neo 1.1 với đô la Mỹ và có thể được chuyển đổi thành tiền tệ fiat như đô la Mỹ bất kỳ lúc nào. Nền tảng cũng sẽ cung cấp các phương pháp và hướng dẫn cụ thể về cách rút USDT và cách chuyển đổi nó thành tiền mặt nội tệ cho các thành viên mới chưa sử dụng tiền điện tử trước đây. Không được phép gian lận trong hoạt động này, những người bạn cấp dưới được mời phải thực sự hiệu quả. Một người, một điện thoại di động hoạt động độc lập, nền tảng sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật để tiến hành kiểm tra và phát hiện. Nếu phát hiện lời mời sai nghiêm trọng và các hành vi gian lận khác, nền tảng sẽ hủy tư cách thành viên tham gia mua lại và tài khoản sẽ bị cấm vĩnh viễn đối với thành viên gian lận nghiêm trọng. Ở đây thông báo rất là dài nhưng mà nội dung chính chúng ta cần nắm đây là có một quỹ đầu tư lớn đầu tư vào 1 triệu đô để mua lại cái đồng cách mà chúng ta đang khai thác với các anh chị. Và điều kiện để người ta mua lại đó là các anh chị phải tuyển giới của các anh chị là phải đạt 20 trở lớn hơn 20 user và hoạt động độc lập, tức là mỗi điện thoại là một tài khoản. Các anh chị không được chia tài khoản nha, ở đây người ta có thông báo rồi các anh chị rồi. Không được phép gian lận trong hoạt động, nếu mà bên dạng người ta sẽ dùng các cái phương pháp để quét cái tài khoản ảo đấy. Nếu mà người ta phát hiện thì người ta sẽ khóa cái tài khoản của các anh chị luôn. Đó là đối với các anh chị có cấp dưới của các anh chị lớn hơn 20 người đấy. Còn thì bên dạng sẽ thu mua lại cái đồng cách của các anh chị còn với giá là 0.01 USDT trên một cách. Còn đối với anh chị nào mà khai thác solo đấy, thì vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, vào lúc 12 giờ Singapore, tức là 11 giờ của chúng ta đấy, thì các anh chị có thể giao dịch được cái đồng cách này. Nếu anh chị nào mà chưa khai thác cái đồng cách này thì các anh chị click vào cái đường link nằm để bên dưới phần mô tả để các anh chị tiến hành khai thác nha. Cái video hướng dẫn đăng ký tài khoản theo cũng sẽ để ở dưới phần mô tả để các anh chị tham khảo nha. Nếu sau này bên dưới có thêm cái cập nhật gì thì em sẽ cập nhật đến các anh chị. Bây giờ em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi video trên kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau.